nhỏ khó chịu. Nó khó chịu ở đâu? Ở đây là đây. Ở đây. Dạ. À, rồi sao nữa? Cúi, cúi, cúi nó mỏi. Rồi bây giờ này làm thử coi. Đứng lên rồi xuống thôi, rồi cúi rồi coi sao. Rồi. Nhỏ nhỏ đó rồi được rồi. Giờ cúi coi sao. Đâu. Cúi xuống, ông cụ. Rồi nghe đây phải không? Dạ. Rồi. Đứng lên luôn đi. Ha, cái này bài học mọi người biết rồi ha. Vì cột xuống cổ đúng không? Đây. Rồi tê tay nào? Tê tay đó. Mà tê ngón nào? Tê nguyên bàn. Ôi trời. Rồi cái này. Rồi bây giờ co tay lên co hết tay chưa? Chạy xe nó cái đó. Mày nói chuyện thương ghê. Ở nhà đâu vậy? Dạ, ở trên Lâm Đồng làm ở chợ Tân Bình. Sao? Nhà Lâm Đồng ở chợ Tân Bình. Nam ở chợ Tân Bình. Hả? Nam ở chợ Tân Bình. Làm chợ Tân Bình. Thường chú ở Lâm Đồng mà tạm chú ở chợ Tân Bình. Mà thế à? Ôi, bà chưa. Vậy đi cho nó đã. Rụng hết. Rụng hết ra. Rồi ngồi lên. Ngồi đi. Cái tên kia giúp đi. Đó rồi. Chọn cái này lên. Thấy không? Nhả người ra. Đúng rồi đó. Đó gì? Rồi cổ nhẹ xuống chút cái. Mềm mềm cái đầu cổ. Đó vậy đó, thấy không? Cái này khỏe lắm nha. Bấm rồi. Giấy xưa về ơi. Thôi nằm ở đây. Có gì đâu, mau chứ sao. Ai đứng ra giữ dưới chân rồi? Có một người nào khỏe khỏe đứng ở phía dưới chân. Nói gì, nói gì? Đu xe tổ bồ hả? À, hay cho rồi. Đây là hỏi dưa đó rồi. Hỏi dưa là hỏi bồ. Ôi trời ơi. Rồi xong rồi rụng được miếng rồi. Rồi thiếu chưa? Đã. Rồi quay chuyện qua đây. Đó. Đâu. Lỏng lên. Nằm xuống coi. Rồi bị lưng bên nào, lưng bên nào? Bên bên đó. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Đó tôi biết rồi. Thường thường là mọi người nhìn á là khi mà mình người ta lại nói thần kinh tọa đó thì mình đo hai chân ha, mọi người nhìn thấy là thứ nhất hai đầu gối nó bị lệch chút xíu, hai cái khớp này nó bị lệch chút, hai gót bị chút, thì nếu mà nhìn thấy vậy là nó bệnh gì nhẹ không có nặng, hiểu không? À, hôm qua là điệu đàn chút xíu thôi. Ừ. Rồi, co giò lên chút xíu, mà nhẹ nhẹ thôi đó. Đó, rồi co lên. Rồi, đó, mày đừng có gồng lại nha, mày gồng tôi dừng, rớt luôn cái hai cái. Rồi, nhẹ nè, nhẹ nè, ồ nhẹ, thả nhẹ ra nè. Rồi, rồi qua đây, nghiêng vào đây. Làm vậy cho biết. Rồi, nghiêng nữa, nghiêng chút nữa. Nữa, đó, đúng rồi đó. Rồi co ở tay này, chân này lên chút, chân này xuống chút. Đó, được chưa? Dạ. À, rồi,
đưa cái này lại trước này. Đó, về theo. Đó, theo. Sao mà vậy? Đó. Đó, ngon lành. Rồi xích qua chút xíu. Không không, xích tiếp tiếp này, tiếp tiếp này. Đó. Rồi, thẳng cái chân ra. Thẳng cái chân ra. Đó. Mình lên lên chữa một lần vậy là cái ông thầy kia chữa một lần mà chỉnh về là 1.650.000 cho biết đó. Chỉnh hình nữa thầy hả? Ừ, chỉnh ừ. Rồi ok, đứng dậy đi, ngồi xuống đứng dậy con này sao? Con ngon lành chưa? Dạ rồi á, mà nói sao? Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em? Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.